Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích, nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, cái câu chuyện mà Huy Sang có quay xe hay không quay xe thì nó cũng râm ran hơn một tuần lễ nay rồi. Có một số anh em YouTuber khẳng định rằng anh Tư Huy Sang đã quay xe. Có một số bộ phận lại nói rằng anh Tư là người nằm vùng, tại nghệ sĩ U Tối là cái người mà đưa Huy Sang vào cái drama này. Vâng, thì cũng nhờ quen biết với lại Vũ Lân cho nên Huy Sang mới đến nhà của Học Loan và kể từ đó kết thân tình với Học Loan và Ni luôn. Và cũng như chúng ta biết rằng là cùng chung chiến tiếng. Có nhiều lần Huy Sang cũng muốn thổ lộ tâm tình với tất cả về vấn đề đi nê của Học Loan, nhưng mà Ni can. Ni biết tánh Huy Sang hay bộc trực thẳng thắn, cho nên Ni đã nói thôi, để cái drama này có gì thì để tôi trả lời với lại những người bên phe đối lập, còn ông thì cứ lo việc buôn bán như là ủng hộ cho Học Loan là được rồi. Các bạn cũng biết Huy Sang thì theo tôi thấy thì Huy Sang thì ăn nói không có nhiều như là Ni, và cũng tánh hơi nóng. Nếu mà đọc một cái lời bình luận nào hay là những câu hỏi nào của YouTuber mà có thể nó hơi khó xử thì cái sự trả lời của Huy Sang nó sẽ bốc đồng liền à. Cho nên sự im lặng của Huy Sang nó không phải là việc xấu mà nó cũng là cái tốt. Tại vì Huy Sang hiện giờ cũng đang kinh doanh hột xoàn, rồi bên vợ Hồng Ơ thì phun chân mày, phun xăm môi này kia nọ nữa. Nếu mà cách cư xử, đối nhân xử thế mà chỉ cần thiếu một chút xíu thôi là sẽ gây chuyện lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ăn việc làm lắm. Nhưng mà Huy Sang tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy hiểu và biết được cái lợi hại, cái nào lợi và cái nào hại. Khi mà đến với cái drama của Hồng Loan thì có lợi nhiều hơn là có hại. Và cái hại, những cái bài học trước mắt Huy Sang phải để đã cũng đã thấy, như là anh hai bàn thờ nè, rồi Mi Sanh Thiện nè, rồi cái tên Tháp Tư Khùng nè. Những người mà quay xe thì họ lãnh một cái hậu quả cũng không có nhẹ nhàng gì đâu. Thành thử ra chắc Huy Sang cũng không bao giờ muốn khán giả quay lưng và tất cả các anh em nghệ sĩ quay lưng với mình, phải không các bạn ha? Có nhiều câu hỏi của anh em hỏi Huy Sang như thế này. Huy Sang thì có nói rằng là sẽ không bao giờ quay xe với lại Học Loan, mà cũng đã từng thề và lời thề đó vẫn còn cho đến bây giờ vẫn còn hiệu lực, là nếu mà quay xe với Hồng Loan sẽ tự đâm ba cái, đâm sâu hay đâm cạn thì mình không biết thôi, nhưng mà sẽ tự đâm mình nếu mà lời thầy đó bị phá hủy. Anh ơi, thật sự rồi thì nói chung là anh có tiếng nói vậy là được rồi, tại vì cũng rất là nhiều người em thấy nhưng mà em cũng chưa tin đó, cho nên là em tính nói đó. Vì có nhiều người đồn đoán như vậy, có một số anh em lại dẫn chứng rằng Huy Sang là người quay xe, Huy Sang là kẻ nằm dùng, Huy Sang như thế này kia, bỏ hết những hình ảnh chụp chung với Ni trong cái Facebook của mình. Nó có một cái lý do riêng và chúng ta cũng không nên xen vào cái chuyện của người ta quá nhiều, không các bạn ha. Biết đâu đó có một cái lý do nào đó mà Huy Sang cũng khó nói cho chúng ta biết. Gần đây thì Huy Sang cũng bệnh và cạo đầu. Rồi quý vị cũng nên nhớ rằng mỗi cái gia đình nó có cái sự bí mật riêng một chút xíu, hãy để cho người ta có một chút xíu gì riêng tư, chúng ta đừng có dồn dập và hỏi những câu hỏi mà nó hơi khó khăn quá. Đúng rồi. Như vậy đi, Huy Sang cũng nói là gần đây thì bị những chứng bệnh nhức đầu, bị lên tăng xong rồi kia nọ, cho nên
cũng ít có lên trên mạng trả lời, mặc dầu rất nhiều người có để lại những câu hỏi đại khái là cũng hơi dồn dập lắm. Để coi cái phần này. Bữa hôm mình cũng có viết bài về khuyên sang có quay xe hay là không quay xe. Chắc một số quý vị khán giả cũng đã xem được cái đó rồi chứ ha. Bây giờ mình muốn đọc lại sự nhận xét của quý vị qua câu chuyện của Huy Sang nha. Có một số bình luận mà mình chưa đọc kịp với những lần trước. Bởi mình rất thích chia sẻ những cái lời bình luận của các bạn. Nhưng dạo gần đây đi làm nhiều quá rồi cũng không có trả lời những cái lời bình luận của các bạn, cũng như là chia sẻ những lời bình luận của các bạn. Bạn Quanh Trần có nói là tụi cành cờ nó làm nick giả, tung cái tin là Huy Sang quay xe để chia rẽ cộng đồng mạng, để họ hiểu lầm mà trách Huy Sang. Theo tôi biết, Huy Sang hay âm thầm làm từ thiện mà không phô trương hay khoe với ai hết, ít có người biết. Các bạn Bùi Xuân Nguyễn thì không biết có phải là phía bên cạnh cờ hay không, thì vào bình luận nói rằng thằng Huy Sang nhìn không thật thà lợi dụng Hồng Loan và Ni. Thì bạn Hà Đỗ Khánh trả lời liền: đừng chia rẽ họ nữa nha. Bạn Nga Ung thì có biết: mình nghĩ là Huy Sang không có ngu dại gì đâu, không có ngu dại đến mức độ mà quay xe đâu anh Cali Sài Gòn ơi. Sắp cuối cái trận chiến về pháp lý rồi, còn gì nữa đâu mà để quay xe. Quanh Trần: tôi ở Mỹ cũng hay xem kênh của Cali Sài Gòn. Cảm ơn anh đã tin tưởng Huy Sang không có quay xe. Tôi tin Huy Sang không quay xe mà vẫn luôn bảo vệ Hồng Loan. Vậy là cũng không uổng công tôi hay xem kênh của Cali Sài Gòn. Vâng, mình rất là tin tưởng Huy Sang về cái cách và cái thái độ cũng như là trong suốt một năm qua. Khi mà cái drama sóng gió này nó nổi lên chỉ bằng là tất cả ai cũng chú ý, ngay cả những giới chức nè, những người buôn bán ở ngoài chợ nè, những anh chị bán vé số nè, cũng quan tâm tới gia đình của Hồng Loan và Hồng Phượng. Tại vì đây là cái một cái câu chuyện mà nó có thể là lần đầu xảy ra trong xã hội Việt Nam, hay là có rồi mà chúng ta không biết. Tại vì những gia đình kia là những gia đình không phải là có tiếng tăm, không phải giống như chúng mình một gia tộc. Còn cố nghệ sĩ là một ông hoàng cải lương hồ quảng, cho nên ai nấy đều chú ý tới. Khi mà bùng nổ ra câu chuyện mà đòi nhà cho ở nhờ thì nó làm trong mạng xã hội này nó bất bình lắm. Nó có nhiều chuyện mà chúng ta cả thấy rằng nó không thể xảy ra, nhưng mà nó đã xảy ra hiện hữu. Rồi bắt đầu chia ra hai phe, một bên ủng hộ cho Hồng Loan và một bên ủng hộ cho cô Hồng Phượng. Nhưng đa số mọi người, ví dụ tôi nói là 100 người đi, thì hết 90 người, 95 người ủng hộ cho cô Hồng Loan, chỉ có vài ba người ủng hộ cho cái cô Hồng Phượng mà thôi. Họ ủng hộ cho một cái lý lẽ mà chúng ta khó chấp nhận được, là ở nhờ mà đội nhà, cộng thêm có cái dấu hiệu là ăn chặn tiền phúc điếu cũng như ăn chặn tiền quyên góp của Mạnh Thường Quân. Tất cả khán giả ở mọi nơi gửi về để xây một viên gạch nấm mồ cho cố nghệ sĩ. Nó nói lên cái lòng tham không đáy của một người cô và một người em họ đã vì đồng tiền, đã vì vật chất mà bán rẻ lương tâm của mình để hãm hại
một người con gái, con ruột của anh mình. Thì nếu là một người bình thường thôi cũng không ai chấp nhận được chuyện này chứ các bạn ha. Các bạn có chấp nhận được không? Không. Nếu như vậy thì nó làm cho cái xã hội này mất tin tưởng về lòng tin với nhau. Chẳng hạn như chúng ta mà có một đứa cháu họ hay là một người em họ, nó xin ở nhờ vì trong hoàn cảnh nó khó khăn, nhưng tự nhiên chúng ta cảm thấy sợ và chúng ta cũng không muốn có bất kỳ cái chuyện gì nó xảy ra trong gia đình của mình, giống như gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tôi không biết những người ở phía bên kền kền họ nghĩ như thế nào, trong khi họ đi bên vực ủng hộ cho một người, phải nói thật sự một câu nó rất là bất nhẫn, là ăn trên xác của cậu mình, làm những chuyện mà trời không dung đất không tha không à. Cái chuyện lớn lao nhất là muốn hủy bỏ cái nhân thân của Hồng Loan, muốn hủy bỏ cái phần máu mủ người ta là con ruột của cố nghệ sĩ, mà bây giờ muốn hủy cái khai sanh của người ta và cho ta người ta là một đứa con nuôi. Con nuôi hay không là con nuôi thì tôi nghĩ rằng cô Sáu, chú Bảy đều hiểu rõ. Tại vì những người nghệ sĩ, những người đồng nghiệp với cố nghệ sĩ, họ không lên tiếng, họ biết hết chứ. Nhưng tại vì họ ở trong nghề cho nên họ không có muốn có những cái tiếng thị phi. Chứ ai mà không biết Hồng Loan chính là con ruột của cố nghệ sĩ, không các bạn ha. Và có hai người con nuôi nữa, nhưng một người con nuôi kia thì lại phản phúc, quay xe, đã quên đi cái ân tình 30 năm mà người cha nuôi dạy bảo mình. Còn một người con gái nuôi thì lại ngược lại với anh hai bàn thờ. Cô này thì chăm sóc cha hết mình, lo cho cha nuôi mình từng viên thuốc, tiền đóng bệnh viện. Và ngay cả bác sĩ Long gần đây cũng đã lên tiếng và khi trả lời với khán giả rằng 2 năm khi điều trị cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tất cả tiền viện phí hay chăm sóc gì cũng có bình tinh hết. Nhưng trong 2 năm nay không bao giờ có anh hai bàn thờ, không có một viên thuốc nào mua để phụng dưỡng cho cha của mình. Hai bàn thờ sống như thế đó. Hai bàn thờ sống là chỉ vì tiền, những cái gì có lợi lộc thì hai bàn thờ mới tới mà thôi. Khi hay tin cha nuôi mình qua đời thì hai bàn thờ xin về đội tang 3 ngày đó. Trong 3 ngày đó các bạn biết biết bao nhiêu người khán giả đã gửi tiền cho hai bàn thờ, giống như là để xây một miếng gạch người ta ngưỡng mộ cố nghệ sĩ. Đừng nói là hai bàn thờ không có nhận tiền của mạnh thường quân, của những người khán giả người ta gửi về ha. Rồi cũng nhờ cái đám tang của người cha nuôi của mình, một YouTube lạc đác có mấy chục ngàn người mà biết làm biết bao lâu rồi, tự vụt lên trong vòng có 3-4 ngày thôi là lấy nút bạc liền. Rồi từ đó ăn tiền BH rất là nhiều. Rồi từ đó lợi dụng cái tên tuổi của con gái cha nuôi mình để làm những MV triệu view. Lúc trước lợi dụng cha người ta, bây giờ lợi dụng tới con gái của người ta. Vậy mà cuối cùng rồi cũng quay xe vì những món nợ khổng lồ để đi theo một cô bông hậu le le, để sống một kiếp sống giống như là thân chùm gửi. Nhưng mà kỳ này thì gửi lộn chỗ rồi, cho nên cuộc đời sự nghiệp của hai bàn thờ nó tụt dốc không phanh. Tất cả những chương trình
lớn nhỏ đều không còn mời hai bàn thờ nữa. Và những chương trình như là cứu trợ người dân trong vùng lũ bão cấp 3 vừa rồi ở ngoài phía Bắc, bão Gia Viên cũng không có tên tuổi, cũng không ai mời, cũng không ai đếm xỉa gì tới hai bàn thờ nữa. Đó là hậu quả của những kẻ mà ăn ở phản phúc đó các bạn. Cho nên tôi nghĩ rằng Huy Giang sẽ không làm những điều đó đối với lại Hồng Loan đâu. Có một bạn tên là Baby Baby cứ nói Huy Giang không quay xe, nhưng Huy Giang làm nội gián. Huy Giang chọn chế độ an toàn không lên tiếng, ai thắng Huy Giang cũng vẫn ổn. Mình cũng không nên nói là Huy Giang là làm nội gián, tại vì cái chữ nội gián nó kinh hoàng lắm. Mình lấy thông tin bên đây rồi mình đưa qua bên đây nó khác. Còn bên đây thì theo mình nghĩ thì trong cái thời gian này thì Huy Giang không có muốn mà có cái thị phi nó ồn ào cho công việc làm ăn của mình, nhất là vợ của Huy Giang mới vừa mở tiệm phun môi rồi phun chân mày như nọ. Bạn ba Úc hay là bà Úc gì có viết như thế này: hôm trước tôi có thấy Hồng Loan và Huy Giang phát quà từ thiện ở đâu tôi không nhớ. Những lúc đó có ai đó nói khích Huy Giang, nói rằng Huy Giang một cái chuyện gì đó, nói khích gì thế. Huy Giang lên tiếng và thề rằng nếu tôi bị dùi xuống hố tôi cũng không bao giờ bỏ Hồng Loan. Vậy thì chúng ta nên để sự việc thuận buồm xuôi gió. Và chuyện gì nó xảy ra thì nó cũng sẽ xảy ra. Còn chuyện gì không xảy ra thì chúng ta cũng đừng có đón mò, đón non. Rồi chúng ta đưa ra những cái kết luận mà để không có lợi cho cái người trong cuộc. Cũng như mình cũng muốn nói với các bạn thêm một lần nữa nè, ví dụ các bạn nói là Huy Giang quay xe đi, lý do gì Huy Giang quay xe, động cơ nào để Huy Giang quay xe, thấy không? Các bạn biết không, có những cái động cơ hay có một cái chút xíu gì đó mà cái tên Thám Tử Khùng, Thám Tử Lùng á, nó nhìn ra được ha, đã lên trên mạng xã hội nó nói liền và nó xách động liền. Nhưng lần này hắn không nói gì hết, tại vì hắn biết những lời nói của hắn có xách động hay là có làm gì đi nữa cũng không thể lay động được tấm lòng của những người trung nghĩa với nhau, những người mà vì yêu thương mà đến, mà thật lòng luôn đó các bạn. Những người mà đến không phải vì lợi nhuận, đến không phải vì trục lợi cho bản thân của mình. Nếu mà các bạn không tìm ra được những cái lý do mà Huy Giang quay xe thì chắc chắn rằng anh chàng này sẽ không quay xe. Và gu gì quay xe, các bạn nghĩ thử coi, đến với là cái drama này làm nên ăn ra nè, tiếng tăm được nhiều hơn nữa nè, danh dự được nhiều hơn nữa nè, khán giả yêu thương hơn nè. Ở đó chúng ta không biết tên tuổi của Huy Giang nha. Huy Giang hình như là đệ tử người thầy là nghệ sĩ Nguyễn Kha đó, mười mấy 20 năm về trước, Nguyễn Kha rất nổi tiếng luôn các bạn. Đó thì các bạn biết không, mặc dầu Huy Giang là được Vũ Lân đưa tới ngôi nhà số 5 đoạt địa điểm, nhưng sau khi mà anh hai bàn thờ quay xe thì mặc dầu Huy Giang không có lên tiếng nói nhưng cũng vạch rõ được cái con đường mình đã chọn, đâu là bạn và bên kia cũng không phải là thù. Chúng ta cũng đừng ép người ta như thế này. Chẳng hạn như là tôi có một người bạn, rồi người bạn này không có hại gì tôi, nhưng mà người bạn này hại một người khác. Thì tôi biết người bạn này bây giờ xấu rồi, tánh xấu rồi, thì tôi không chơi nữa thôi, nhưng tôi cũng không thù. Đại khái là như vậy.
Quý Giang chọn cái sự im lặng đối với bên kia thì bên kia cũng đã đủ hiểu rồi. Đang làm nên ăn ra, đang được nhiều khán giả yêu mến, đang được cộng đồng thương yêu, thì lấy cái cớ gì? Không có cái lý do gì mà để quay xe chứ không các bạn ha. Đây là cái clip mà sau khi tôi xem được Huy Sang đi đám cưới có Đào Vũ Thanh này kia nọ ha, rồi mấy anh em YouTuber phỏng vấn Huy Sang, thì một lần nữa tôi cũng xin chắc chắn rằng Huy Sang không quay xe đâu. Và anh em YouTuber hay những người mà có ý kiến trái chiều á, thì các bạn cũng thông cảm giùm cho Huy Sang. Chúng ta đừng có đem cái chuyện này ra nói nữa, nó ảnh hưởng tới Huy Sang rất là nhiều luôn, và ảnh hưởng tới Hồng Loan nữa. Làm cái team bị yêu thương mà đến các bạn, nó không có thắt chặt được cái tình nghĩa. Tại vì tiếng lành đồng xa. Không sợ tiếng lành đồng xa, mà sợ người này nói người kia nói nhiều quá, thì làm trong lòng của mọi người nó có cái sự khó chịu. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ câu chuyện của anh Từ Huy Sang. Mong rằng cái team vì yêu thương mà đến sẽ mãi mãi trường tồn theo thời gian. Vâng các bạn ha. Vâng, xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau. Nếu thấy thông tin hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Và xin chào.